Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Overmore Concept. Trong chiếc thùng này là một chiếc xe mới của Marine Bike trong năm 2023. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi unbox chiếc xe này. Và đây là chiếc Rizone 2 2023 với thiết kế và diện mạo hoàn toàn mới. Ở chiếc xe này thì đắt hơn bản cũ hơn 1 triệu, nhưng các bạn có một cây phuộc đắt gấp đôi và một chiếc sốc cao hơn bản cũ. Và hãy cùng đến với Overmore Concept để được trải nghiệm và sử dụng chiếc xe này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.